Ánh Sao Vàng xin chào quý khán giả thông thái. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, gần 2 năm qua, kể từ khi phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam, chúng ta đã triển khai hiệu quả hàng loạt các biện pháp phòng chống COVID dưới sự lãnh đạo của các cấp, các ngành, các cấp đảng, chính quyền và nhân dân. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine nâng cao, sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Những kết quả tích cực đó có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài bằng những hành động thiết thực như quyên góp tiền mặt, tặng trang thiết bị y tế. Trong video ngày hôm nay, Ánh Sao Vàng muốn lan tỏa những việc làm tử tế và những nghĩa cử cao đẹp đến với quý vị khán giả. Chung tay vì Việt Nam. Có lẽ chưa bao giờ nhân loại phải đối mặt với một căn bệnh lây lan nhanh chóng và ảnh hưởng lớn đến mọi quốc gia, khu vực trên thế giới như đại dịch COVID-19. Nhưng đây cũng là thời điểm thể hiện rõ nhất tình đoàn kết của người Việt Nam trong và ngoài nước để cùng nhau chung lưng đấu cật vượt qua thử thách. Với tấm lòng yêu quê hương tha thiết, người Việt Nam ở nước ngoài đã thực sự đồng hành, chia sẻ với đồng bào cả nước để tích cực triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Với mỗi đợt dịch, người Việt Nam ở nước ngoài, ở nhiều nơi trên thế giới thường xuyên theo dõi, động viên, chia sẻ và tích cực quyên góp tiền, cung cấp nhiều hàng hóa, vật phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch ở trong nước. Vai trò của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam ở các nước và các tổ chức của người Việt ở nước ngoài đã được phát huy có hiệu quả. Chúng ta phải kể đến chiến dịch Chung tay vì Việt Nam và 10.000 liều vaccine cho Việt Nam do gần 30 tổ chức hội đoàn người Việt ở Pháp, Mỹ, Canada phát động nhằm quyên góp đủ số tiền mua 10.000 liều vaccine, khoảng 180.000 đô, tương đương 4,2 tỷ đồng ủng hộ quỹ. Các bạn biết không, Nhật Bản là nước có cộng đồng người Việt khá lớn với gần 449.000 người. Trước diễn biến ngày càng nặng nề của dịch bệnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức vận động ủng hộ vaccine COVID-19. Ngay sau buổi phát động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã quyên góp được gần 105 triệu đồng cho quỹ vaccine COVID-19. Các doanh nhân và kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã quyên góp hơn 2 triệu yên, hơn 400 triệu đồng cho quỹ. Ông Trần Đức Vương, một Việt kiều sống tại tỉnh Saitama, Nhật Bản chia sẻ, là kiều bào sống xa tổ quốc, chúng tôi luôn tích cực tham gia ủng hộ các nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Mong muốn chung của mọi người là dịch bệnh nhanh chóng bị đẩy lùi để sớm được về thăm quê hương. Cũng giống như Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại Úc cũng thực hiện một số hoạt động nhằm góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cho đồng bào nước nhà. Đại sứ quán Việt Nam tại Úc, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, Hội sinh viên Việt Nam tại Úc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Úc, kêu gọi sự tham gia đóng góp hỗ trợ của bà con để chung tay cùng cả nước chống dịch. Cá nhân anh David Dương, một người Mỹ gốc Việt cho biết, khoản tài trợ 1 triệu đô để mua 250 máy thở và thiết bị y tế gửi về Việt Nam không chỉ là con số, mà còn là tình cảm giữa những người Việt Nam trong lúc hoạn nạn khó khăn. Với 250 máy thở, con số nhỏ nhoi giữa hàng trăm triệu người, nhưng trong thời buổi dịch bệnh khó khăn này, con số đó cũng đã cứu hàng nghìn người mắc bệnh. Song song việc đó, rất nhiều Việt kiều đang sống ở Hoa Kỳ quyên góp khẩu trang, nước rửa tay. Đây là những vật dụng hết sức thiết thực, bởi tại Việt Nam hiện nay cần rất nhiều các vật dụng liên quan đến y tế, giúp cho bệnh viện và nhân viên y tế ngăn ngừa dịch bệnh. Tại Đức, trong nhiều tháng qua, các cá nhân, hiệp hội và công ty Việt Nam đã tổ chức một số hoạt động gây quỹ để giúp chống đại dịch COVID bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó có ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19, mua bộ dụng cụ y tế, thiết bị xét nghiệm, thiết bị bảo hộ y tế. Một nhà tài trợ đã ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực chống dịch của đất nước trong thời gian qua là gia đình ông Trần Đăng Khoa, một cư dân Việt Nam tại Đức cùng tập đoàn Thaco và gia đình đã hỗ trợ giai đoạn đầu 3 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh cho Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, gia đình ông Trần Đăng Khoa và Thaco tiếp tục ủng hộ thêm đợt 2 gồm 1.847.200 bộ kit xét nghiệm. Không chỉ vậy, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã tiếp nhận số tiền quyên góp 4.290 euro của cộng đồng người Việt ở thành phố Rostock và vùng phụ cận do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Rostock đứng ra tổ chức quyên góp. Cộng đồng người Việt ở Rostock tuy chỉ có khoảng 1.500 người, song luôn nhiệt tình ủng hộ các phong trào quyên góp hỗ trợ trong nước suốt thời gian qua. Ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng số tiền hơn 3 tỷ đồng quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch và quỹ vaccine phòng bệnh COVID-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là số tiền ủng hộ của cộng đồng và doanh nghiệp tại Trung Quốc, Nga, Anh, Israel, Nhật, Thụy Sĩ, Mozambique, Ai Cập, New Zealand, Ukraine, Campuchia. Một số kiều bào còn dành cơ sở vật chất cho địa phương làm nơi cách ly tập trung như ở Hải Dương, Vũng Tàu và khởi xướng các chương trình bữa ăn,
gian hàng miễn phí cho những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, qua đó chia sẻ với các địa phương trong việc đối phó với dịch bệnh. Số tiền này là sự ủng hộ quý báu và rất có ý nghĩa của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thể hiện truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, nhân nghĩa, tinh thần vượt khó, tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với nhân dân trong nước. Trong bối cảnh bà con ta ở nhiều nơi trên thế giới cũng đang phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh mang lại. Thắm tình dân tộc, đậm nghĩa đồng bào. Các bạn biết không, với tinh thần đồng hành cùng Tổ quốc, thời gian qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã luôn động viên, ủng hộ, chia sẻ, hỗ trợ đồng bào trong nước triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Đến nay con số tiền ủng hộ đã lên tới gần 100 tỷ đồng, gửi về nhiều đơn vị khác nhau như Mặt trận Tổ quốc, Quỹ vaccine hoặc trực tiếp cho các địa phương. Đồng bào ta ở nhiều quốc gia khác nhau đã tích cực quyên góp ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa vật phẩm cho công tác phòng chống dịch COVID ở trong nước và hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước tình cảm, tấm lòng và tình dân tộc, nghĩa đồng bào của đồng bào ta tại nước ngoài, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh điều này đặc biệt có ý nghĩa khi chính đồng bào ta ở nước ngoài cũng đang gặp khó khăn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thiên tai, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh ở sở tại. Những nghĩa cử cao đẹp của bà con không chỉ trực tiếp đóng góp vào việc đẩy lùi dịch bệnh tại Việt Nam mà còn thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tương thân tương ái và truyền thống đoàn kết vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta. Thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi cảm ơn chân thành tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn trong tình hình dịch bệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, nhưng bà con vẫn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, hướng về quê hương. Cuối năm 2021, tiếp tục những chuỗi ngày đầy khó khăn với người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, nhưng chưa khi nào tinh thần đoàn kết và sáng tạo của người Việt bị phai nhạt. Ngược lại, sự đồng lòng hướng về quê hương của bà con trong thời gian qua đã và đang góp phần tạo nên sức mạnh giúp đất nước sớm vượt qua và chiến thắng dịch COVID-19. Cuối cùng, Ad xin gửi lời chúc đến toàn thể bà con trong nước cũng như nước ngoài có sức khỏe thật tốt. Cảm ơn người Việt ta đã luôn đoàn kết, đó chính là sức mạnh mà hiếm quốc gia khác có được. Vâng, video của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Quý khán giả muốn khám phá nội dung gì, hãy comment chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận nhé. Nếu các bạn đang phân vân chưa biết xem tiếp gì, thì có thể chọn một trong những video đang hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại!